quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Mới đây, chủ sở hữu của mạng xã hội X cho biết, ông bị sốc trước mức độ cay nghiệt từ bài viết của hãng tin Đức. Tỷ phú Elon Musk đã đáp trả tạp chí Der Spiegel của Đức, sau khi tạp chí này gọi tỷ phú Mỹ là kẻ thù công khai số 2 và tuyên bố ông đang hợp tác với ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump để phá hủy nền dân chủ tự do. Đáp lại, ông Musk nhấn mạnh rằng ông là người trung thành bảo vệ nền dân chủ. Tờ báo của Đức đã xuất bản một bài báo vào ngày 20 tháng 10 với trang bìa mô tả cận cảnh ông trùm công nghệ với những nét đặc trưng của ông Trump, hiện rõ qua một phần khuôn mặt của vị tỷ phú. Bài báo lưu ý rằng chủ sở hữu mạng xã hội X kiêm giám đốc điều hành Tesla đã tích lũy được ảnh hưởng kinh tế to lớn và danh tiếng nổi bật trên các phương tiện truyền thông. Ông nói, trong vòng vài năm, ông ấy, tức Musk, không chỉ trở thành người theo đường lối chính trị cực hữu mà còn là người tuyên bố phản đối nền dân chủ tự do ở Mỹ. Thủ lĩnh đùa cợt đã biến thành một kẻ kích động chính trị. Người ta có thể nói Donald Trump có lẽ là mối đe dọa lớn nhất hiện nay đối với thế giới tự do. Bạn thân của ông ấy, Musk, ít nhất là kẻ thù công khai số 2. Bài báo viết so sánh với lãnh đạo Đức Quốc xã Adolf Hitler, người lên nắm quyền nhờ một phần không nhỏ vào sự hỗ trợ của các ông trùm công nghiệp Đức. Ông Elon Musk đưa ra sự phản kháng kịch liệt trong cuộc họp tại tòa thị chính với cử tri Mỹ ở bang Pennsylvania. Tôi giống như kẻ thù số 2 của cái gì? Nền dân chủ. Ý tôi là tôi đã ủng hộ dân chủ. Tôi thực sự đang cố gắng bảo vệ hiến pháp và đảm bảo chúng ta có một cuộc bầu cử tự do và công bằng. Ông Musk đáp trả, thu hút sự cổ vũ từ đám đông. Tỷ phú Mỹ nói thêm rằng, ông chắc chắn sẽ tăng cường an ninh sau bài báo, đồng thời lưu ý rằng đôi khi ông bị sốc bởi những gì ông ấy nhìn thấy. Bạn biết đấy, mức độ thù ghét mà đáng lẽ ra phải được thay thế bằng sự khoan dung. Họ tuyên bố họ là những người khoan dung, nhưng họ lại vô cùng cố chấp và thù hận. Elon Musk, người tự nhận mình là người theo chủ nghĩa tuyệt đối về sự tự do ngôn luận, đã ủng hộ ông Trump sau vụ ám sát cựu tổng thống thất bại vào tháng 7 và kể từ đó đã quyên góp hàng chục triệu đô la Mỹ cho chiến dịch tranh cử của ông. Elon Musk đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về điều mà ông mô tả là tình trạng kiểm duyệt ngày càng tăng ở Mỹ, cũng như bộ máy quan liêu ngăn cản bất kỳ hành động có ý nghĩa nào. Trong khi đó, ông Trump đã tuyên bố sẽ thành lập một ủy ban hiệu quả của chính phủ do ông Musk đứng đầu để kiểm toán toàn bộ chính phủ liên bang nếu ông trở lại Nhà Trắng. Trong diễn biến khác liên quan đến cuộc đua vào Nhà Trắng 2024, chỉ vài tuần nữa là đến ngày bầu cử, các cuộc thăm dò cho thấy bà Kamala Harris đang dẫn trước đối thủ Donald Trump về lá phiếu phổ thông. Trong suốt 36 năm qua, chỉ có duy nhất một ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa giành được chiến thắng phiếu phổ thông, đó là George Bush. Hiện tại, các cuộc khảo sát gần đây nhất đều cho rằng ứng viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump khó có khả năng đảo ngược xu hướng này. Tuy nhiên, với việc cựu Tổng thống Mỹ đang dần củng cố vị thế và nhận thêm sự ủng hộ từ cộng đồng cử tri, không thể loại trừ khả năng ông sẽ tái lập thành tích như ông Bush. Không có bất kỳ hệ thống thăm dò nào hiện tại cho thấy ông Trump sẽ giành chiến thắng phiếu phổ thông. Theo mô hình của Nate Silver, nhà phân tích bầu cử nổi tiếng, ông Trump chỉ có 24% cơ hội giành được chiến thắng về số phiếu phổ thông, trong khi bà Harris có tới 76%. Các kết quả dự đoán cho thấy ông Trump có thể giành được 48% số phiếu bầu phổ thông so với 51% của bà Harris. Đây là sự giảm sút so với đầu tuần trước, khi vào thời điểm đó, khả năng bà Harris giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu đại cử tri được dự báo ở mức 75%, trong khi của ông Trump là 25%. Bà Kamala Harris bước vào tháng cuối của chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ với mức chi tiêu vượt xa so với đối thủ Donald Trump. Cả hai ứng cử viên đều đã chi hàng chục triệu đô la Mỹ cho quảng cáo trên truyền hình. Bà Kamala Harris và ông Donald Trump đang bám đuổi nhau sát nút trong các cuộc thăm dò ở cả cấp quốc gia và ở các bang chiến trường có thể quyết định người chiến thắng. Phó Tổng thống Kamala Harris đã tạo dựng được lợi thế tài chính đáng kể sau khi chính thức trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ hồi tháng 7 năm nay. Theo thông tin được gửi tới Ủy ban Bầu cử Liên bang, chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris cho biết đã chi 270 triệu đô la Mỹ trong tháng 9 vừa qua, chủ yếu là cho quảng cáo. Cựu Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump cũng đã chi tổng cộng 78 triệu đô la Mỹ cho quảng cáo trong cùng một thời điểm. Mức độ chủ chi lớn hơn đang giúp cho bà Kamala Harris phủ sóng rộng rãi trên truyền hình trong những ngày cuối cùng trước thềm cuộc bầu cử. Tuy nhiên, điều này có thể không phải là yếu tố quyết định chiến thắng. Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016, ông Donald Trump đã đánh bại bà Hillary Clinton mặc dù gây quỹ được ít tiền hơn so với ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Trong những tháng gần đây, bà Kamala Harris đã huy động được nhiều tiền hơn ông Donald Trump, chủ yếu từ các nhà tài trợ nhỏ, với 222 triệu đô la Mỹ huy động được trong tháng 9 so với chỉ 63 triệu đô la Mỹ của đối thủ.
Tuy nhiên, những người ủng hộ giàu có của ông Donald Trump, trong đó có tỷ phú Elon Musk, đã đầu tư nguồn lực đáng kể vào các nhóm liên minh với cựu Tổng thống. Theo hồ sơ riêng gửi Ủy ban Bầu cử Liên bang, một trong những nhóm đồng minh lớn nhất của cựu Tổng thống cho biết đã nhận được khoản đóng góp 25 triệu đô la Mỹ vào tháng 9 từ tỷ phú bảo thủ Timothy Mellon. Theo The Guardian, trong ngày 16 tháng 10, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có cuộc phỏng vấn với nhà báo Bret Baier trên đài Fox News, nơi được coi là sân nhà của ông Donald Trump. Nhà báo của Fox News hỏi bà Harris rằng liệu bà có làm điều gì khác biệt so với chính quyền đương nhiệm hay không, đề cập tới việc Đảng Cộng Hòa đang cố liên hệ bà Harris với chính sách của ông Biden. Bà Harris cho biết, hãy để tôi nói rõ ràng, nhiệm kỳ của tôi sẽ không phải là sự tiếp nối của chính quyền Tổng thống Biden. Giống như mọi tổng thống khác, tôi sẽ mang trải nghiệm sống, kinh nghiệm công việc và những ý tưởng mới tới Nhà Trắng. Tôi là người đại diện cho một thế hệ lãnh đạo mới. Theo hãng NBC News, trong ngày 20 tháng 10, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình MSNBC. Tại đây, bà Harris tuyên bố rằng ông Donald Trump không xứng đáng trở thành Tổng thống vì sự thiếu chuẩn mực. Phó Tổng thống Harris nhấn mạnh những bình luận có phần khó nghe của ông Trump đã làm suy giảm uy tín của Washington trên trường quốc tế. Theo CNN, ngày 20 tháng 10 cũng là sinh nhật lần thứ 60 của bà Harris và đội ngũ tranh cử của Phó Tổng thống đã không bỏ lỡ cơ hội để công kích ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Đội ngũ của bà Harris cho biết, hãy nhớ rằng bà Harris trẻ hơn ông Trump 18 tuổi. Ông Trump đang ngày càng trở nên bất ổn và mất kiểm soát. Người dân Mỹ xứng đáng có một nhà lãnh đạo tốt hơn. Ở chiều ngược lại, cựu Tổng thống Donald Trump đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới bà Harris thông qua mạng xã hội. Ông Trump sau đó cũng lặp lại điều này trong sự kiện vận động tranh cử tại bang Pennsylvania. Ông Trump nói, tôi muốn chúc bà Harris một sinh nhật lần thứ 60 vui vẻ. Tôi thực sự có ý đó và nhiều hơn thế nữa. Thưa quý vị, tại một sự kiện vận động tranh cử ở bang Georgia, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump, người vẫn từ chối chấp nhận rằng ông đã thua Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử vào năm 2020 cho biết, ông muốn chiến thắng vào ngày bầu cử mùng 5 tháng 11 tới, phải áp đảo đến mức không thể gian lận. Tuy nhiên, bất kể khoảng cách chiến thắng rộng đến bao nhiêu, Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đều đang sẵn sàng tinh thần, chuẩn bị cho một cuộc chiến pháp lý có khả năng kéo dài liên quan đến kết quả bầu cử sau khi được công bố. Hàng chục vụ kiện có thể tạo tiền đề cho các thách thức sau khi quy trình kiểm phiếu diễn ra. Trong lịch sử bầu cử, các vụ kiện trước đây phần lớn đều do Đảng Cộng hòa và các đồng minh của họ đệ trình. Nhiều vụ kiện liên quan đến các cáo buộc bỏ phiếu qua thư, lá phiếu từ cử tri ở nước ngoài và các khiếu nại về việc bỏ phiếu của những người không phải là công dân Mỹ. Trong khi cựu Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần từ chối tuyên bố rõ ràng rằng ông sẽ chấp nhận kết quả của năm nay, thì Đảng Dân Chủ cũng lên tiếng cảnh báo có thể từ chối chứng nhận kết quả hợp lệ và thúc đẩy kiện tụng. Mặc dù từ lâu các cuộc chiến giữa các đảng về luật bỏ phiếu đã là một phần của các chiến dịch tranh cử Tổng thống, song các vụ kiện tụng bầu cử đã tăng vọt trong những năm gần đây. Theo luật sư Đảng Dân Chủ Mark Elias, người sáng lập nhóm theo dõi các vụ kiện tụng bầu cử Democracy Docket, chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử, khoảng 180 vụ kiện bỏ phiếu và bầu cử đã được đệ trình trong năm nay. Tỷ lệ các vụ kiện liên quan đến bầu cử đã tăng gần gấp 3 lần kể từ năm 2020 khi Tòa án tối cao bỏ phiếu với tỷ lệ 5-4 để giải quyết cuộc bầu cử có lợi cho ứng cử viên Đảng Cộng hòa George W. Bush thay vì ứng cử viên Đảng Dân chủ Al Gore. Những thay đổi đối với các quy định tài trợ cho chiến dịch tranh cử cách đây một thập kỷ cũng cho phép các nhà tài trợ cung cấp cho các đảng một khoản tiền mặt khổng lồ dành riêng cho các cuộc chiến pháp lý. Các vụ kiện tụng bầu cử ngày nay không phải lúc nào cũng là về việc giành chiến thắng tại tòa án, mà còn gửi một thông điệp chính trị để khích lệ các nhà tài trợ. Rebecca Green, giáo sư tại trường luật William & Mary, kiêm chuyên gia về luật bầu cử cho biết, nó đã trở thành một phần của chiến dịch để thể hiện bản thân trước tòa án. Việc thư kiện của các chiến dịch sẽ thu hút sự chú ý và mang ý nghĩa lớn về mặt truyền thông. Đầu năm nay, Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa đã khởi động chương trình chưa từng có về tính toàn vẹn của cuộc bầu cử, với kế hoạch có 100.000 tình nguyện viên và luật sư tại các tiểu bang chiến trường quan trọng như một phần của cam kết đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong cuộc bầu cử năm 2024. Claire Jung, giám đốc truyền thông về tính toàn vẹn của cuộc bầu cử của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa cho biết, nỗ lực bảo vệ tính toàn vẹn của cuộc bầu cử của ứng cử viên Trump là nhằm bảo vệ mọi lá phiếu hợp pháp, giảm thiểu các mối đe dọa đối với quá trình bỏ phiếu và bảo vệ cuộc bầu cử.
trong khi Đảng Dân Chủ tiếp tục can thiệp vào cuộc bầu cử của Tổng thống Trump và người dân Mỹ, hoạt động của chúng tôi đang đối đầu với các âm mưu của họ và chuẩn bị cho tháng 11. Cuộc chiến quan trọng nhất tại tòa án có thể là về các quy định chứng nhận phiếu bầu. Có một quy trình xem xét mới, nhanh hơn đối với các tranh chấp chứng nhận theo các bản cập nhật của đạo luật cải cách số phiếu bầu do Quốc hội thông qua vào năm 2022. Tuần trước tại bang Georgia, một thẩm phán đã tuyên bố 7 quy định bầu cử mới do Hội đồng bầu cử tiểu bang thông qua gần đây là bất hợp pháp, vi hiến và vô hiệu. Trong đó có một quy định yêu cầu số lượng lá phiếu phải được đếm thủ công sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa. Một quy định khác yêu cầu các quan chức của quận phải tiến hành cuộc điều tra hợp lý trước khi chứng nhận kết quả, nhưng không nêu rõ điều đó có nghĩa là gì. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20 tháng 10 đã có mặt tại một cửa hàng McDonald's ở ngoại ô Philadelphia nhằm phản bác lời khẳng định của đối thủ Đảng Dân Chủ Kamala Harris rằng bà đã từng làm việc tại một chi nhánh của chuỗi nhà hàng này ở California trong những năm đại học. Theo hãng tin BBC và tờ Daily Mail, ông Trump đã giới thiệu bản thân với chủ sở hữu của cửa hàng McDonald's nhượng quyền, Derek Giacomantonio. Tôi đang tìm việc và tôi luôn muốn được làm việc tại McDonald's, nhưng tôi chưa bao giờ thử. Tôi đang chạy đua với một người từng nói rằng cô ấy đã làm việc tại McDonald's, nhưng hóa ra đó chỉ là một câu chuyện hoàn toàn bịa đặt. Vì vậy, nếu anh không phiền, tôi muốn làm việc tại quầy khoai tây chiên. Anh sẽ trả tôi bao nhiêu? Ông Trump sau đó đeo tạp dề và học quy trình làm khoai tây chiên tại một cửa hàng của McDonald's ở Prestonville, Traverse. Cựu Tổng thống cũng ghé quầy bán đồ ăn nhanh, phục vụ một số ít khách hàng là những người ủng hộ ông. Ông Trump vừa cười vừa nói, thật vui, tôi có thể làm công việc này cả ngày. Tôi đã làm việc tại McDonald's nhiều hơn bà Kamala Harris 15 phút. Ông Donald Trump, một người yêu thích bánh Big Mac và Filet of Fish cho biết, chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Đảng Dân Chủ Kamala Harris đã phản ứng với những cáo buộc của ông Trump. Người phát ngôn Ian Sam nói với BBC, khi cảm thấy tuyệt vọng, tất cả những gì mà ông Trump biết làm là nói dối. Theo ông Ian Sam, Phó Tổng thống đã làm việc tại nơi tính tiền, vận hành máy làm kem và máy chiên tại McDonald's Center Avenue ở Alameda, California vào mùa hè năm 1983. Từ lâu, ông Trump đã nổi tiếng là một vị Tổng thống có thói quen ăn uống bình dân và yêu thích đồ ăn nhanh. Trước đó, cựu quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump đã từng tiết lộ về suất ăn McDonald's khổng lồ mà vị cựu Tổng thống ưa thích. Trên chiếc chuyền cờ của ông Trump luôn có 4 nhóm đồ ăn chính là bánh mì kẹp thịt của McDonald's, gà rán Kentucky, bánh pizza và thức uống Coca dành cho người ăn kiêng. Quản lý chiến dịch tranh cử Corey Lewandowski và phó quản lý David Bossi viết trong cuốn sách mang tựa đề Let Trump Be Trump. Trong đó, các suất McDonald's mà ông Trump thường yêu cầu gồm 2 chiếc Big Mac là bánh kẹp thịt cỡ lớn, 2 chiếc sandwich cá Filet of Fish và 1 sô-cô-la mạch nha. Suất ăn này của ông rơi vào khoảng 2.420 calo theo dữ liệu dinh dưỡng của McDonald's. Chính phủ Mỹ thường khuyên đàn ông tiêu thụ khoảng 2.500 calo mỗi ngày. Năm 2019, lúc còn tại nhiệm, khi chính phủ Mỹ rơi vào cảnh đóng cửa, ông Trump đã tự bỏ tiền túi để gọi 300 chiếc hamburger đãi khách. Ông Donald Trump đã tổ chức một bữa tiệc toàn đồ ăn nhanh hamburger, khoai tây chiên và pizza ở Nhà Trắng vì chính phủ đóng cửa nên thiếu đầu bếp phục vụ. Ông Donald Trump khi đó là Tổng thống Mỹ đã chào đón những người chiến thắng giải vô địch bóng đá tại Đại học Quốc gia Clemson bằng hơn 300 chiếc bánh hamburger, khoai tây chiên và pizza của McDonald's và Wendy's. Ông Trump nói trong sự kiện tại Nhà Trắng, chúng ta có pizza, bánh hamburger, rất nhiều khoai tây chiên, tất cả đều là đồ ăn yêu thích. Khi được phóng viên hỏi món ăn nhanh yêu thích của ông là gì, ông Trump trả lời, ông thích tất cả. Nếu là đồ ăn của Mỹ, tôi thích nó, tôi thích tất cả đồ ăn của nước Mỹ. Không rõ ông Donald Trump đã phải trả bao nhiêu tiền cho hàng trăm chiếc bánh này, nhưng ông nói không muốn trì hoãn sự kiện chỉ vì chính phủ đang đóng cửa.